Hello, xin chào các bạn nha. Mình sẽ tiếp tục chơi game Thập Kinh Tùng Nguyên Lan. Ok, chúng ta sẽ chạy luôn. Đây, nhân vật chúng ta sử dụng hôm nay là con Zoom Zoom by Ben. Đó. Con Ben này nó đã bị biến thành Zoom by nha các bạn nha. Đây, cái mũ bảo hiểm của nó là cái quả đầu bí ngô này. Đầu của Halloween. Cái quả máy bay của nó là gì nhỉ? Này của nó là hình thù như thế nào? Đó. Đây, hạ gục cái cánh cửa này xuống. À, lại được một cái đầu tiếp. Chạy mãi mà chưa thấy cái máy bay của nó nhỉ. Lâu từ đó. Đây, chúng ta sẽ sang bãi biển đi. Zipit. Không có sót một thỏi vàng nào. Lại nằm trên thuốc vàng. Hơi lâu rồi nha. Cái gì? Bị choáng. Rồi, sang khu đó. Đây, khu này nham thạch và cả khu vực nước cá mập. Đó, đây, khu nham thạch này. Nhảy lên mấy cái súng cao su rồi nó bắn qua. À, phát hiện nó nghỉ mệt này. Thanh niên này đuổi mãi mãi không được kịp nó. Đó các bạn thấy cá mập chưa? Cái xe đã tốc. Không sao, mình sử dụng mấy quả pháo để tiếp tục chạy chậm. Lại sử dụng cái cánh để bay. Zoom by Ben. Đây, 500 nước vàng. Đó. Mấy cái cánh quạt kia nó đẩy mình lên nha. Đây. Đó, nó đẩy mình lên.
ít hai tháng mà vẫn chưa thấy cái máy bay của con Ben này. Mà thấy 5.1 vàng rồi. Đây là khu vực công viên nước à. À, lại được cái đầu bí ngô. Nó nhặt cái đầu này vào, âm thanh game nó sẽ giảm đi một chút này. Chạy mãi vẫn chưa thấy cái máy bay của con này. Lúc mình chọn con này quên thương nhìn cái máy bay của nó là như thế nào. Ăn một phát vào người rồi thôi. Sắc ơi ở lại hồn đi nhé. Buồn ngủ ghê thôi. Amiu mày vẫn còn ở đây á? Amiu. Bay lượn này không à? Úi trời ơi. Sử dụng 10 quả pháo để tiếp tục. Thank you.
cùng Silo ba tấn Vlog. Silo ba tấn Vlog. Silo ba tấn Vlog. Oh yeah. Okay.